trong khi lượng thịt lợn tồn động chưa được giải cứu xong thì tại nhiều địa phương giá thịt gà, trứng gà lại đang rất giá mạnh nguy cơ sẽ phải có thuê một cuộc giải cứu mới theo thông tin từ một số chủ trang trại giá thịt gà công nghiệp và trứng gà đã giảm giá mạnh trong vòng một tháng qua hiện đã xuống dưới giá thành cụ thể giá gà thịt công nghiệp dao động trong khoảng 18.000 đồng đến 20.000 đồng một kg giá trứng cũng đã giảm khoảng 500 đến 700 đồng một quả so với thời điểm vài tuần trước đó hiện có giá từ 4.000 đến 4.500 đồng một quả với gà ta và 2.000 đến 2.200 đồng một quả với trứng gà công nghiệp. Các chủ trại cho biết nguyên nhân giá giảm là do thị trường tiêu thụ chậm, trong khi nguồn cung từ các trang trại chăn nuôi lại đang khá dồi dào. Mặt khác, giá lợn hơi xuống thấp, người dân phải vào cuộc giải cứu khiến thị trường tiêu thụ thịt gà và trứng chậm lại và xuống giá. Theo Viện Chăn nuôi Việt Nam, những năm qua chăn nuôi gà có sự bùng nổ về số lượng và sản lượng, tăng trưởng bình quân về sản lượng là 9,9%, cao gấp 3 lần so với mức tăng trưởng bình quân của thế giới. Trong khi đó, thịt da cầm và các phụ phẩm khác với mức giá siêu rẻ cũng ồ ạt nhập khẩu vào Việt Nam, khiến giá chăn nuôi trong nước rất mạnh.